Rồi, chào mọi người ha. Nay cuối năm ha, lên con siêu phẩm cho mọi người ha. Về mọi người đi khai thác thì khỏi phải chơi luôn. Đây là Sinowa 400 nha mọi người. Con máy này là cái dòng mà Sinowa bền nhất, cái Sinowa chạy ngon nhất ha, tiết kiệm xăng luôn. Chạy cực bền, phụ tùng giờ rất là nhiều nha mọi người, nên yên tâm cái vụ phụ tùng hàng bãi ha. Em bao có 100% nha mọi người ha. Máy rất là đẹp ha, nguyên zin từ con ốc hết. Làm nó đang sử dụng lâm 5 tắc 5 hay 6 tắc ha mọi người. Lâm nguyên theo máy ha, xích thiệm tắc mới cho mọi người ha. Lâm tầm 5 tắc 5 ha. Con này là Sinowa hàng bãi Nhật, Sinowa 400 ha. Rồi để em test mở bên trong ra cho mọi người coi biết cái độ mới của nó ha. Con này em bao nguyên từ con ốc nha mọi người. Bê tông còn ngang ngang luôn ha, rất là đẹp luôn. Con này về khai thác là khỏi chơi, khỏi chơi điểm nào luôn. Hộp gió nè mọi người, qua dữ chưa một miếng bụi luôn, cái chế quanh bờ rồ chà bá luôn nè, nó quanh bờ rồ chà bá luôn ha. Ốc bình xăng chưa dặn nữa không, nó dùng đánh lửa hai cụm ha, chạy lửa rất là mạnh luôn. Gần tết rồi nên bán xả cho anh em về khai thác ha, giá hợp lý 3,9 triệu con này, bao nguyên 100% ha. Rồi mọi người cảm nhận cái máy của nó ha, em chết nổ luôn. Rồi mọi người mua hàng liên hệ 0944 ha, 787771. Số điện thoại em cứ để trên bài đăng nha. Anh người kết bạn Zalo rồi nói chuyện với em trên bên đó ha. Địa chỉ cửa hàng là 703 Thành Lộc, Ngọc Hiền, Kiên Giang. Máy thì về vô đói mọi người. Lại cuối năm thì bán xả cho mọi người ha. Máy chưa vệ sinh thì vệ sinh rồi đều có.